Thưa quý vị, để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào Việt Nam, chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe người dân, cộng đồng, giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đối với kinh tế xã hội. Trong chỉ đạo mới nhất, chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc từ 0 giờ hôm nay. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã bàn bạc các giải pháp liên quan đến công tác kiểm soát người nhập cảnh, đặc biệt là công dân các nước có dịch đang lây lan mạnh trong cộng đồng đến Việt Nam và người Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước. Theo đó, công dân Hàn Quốc vào Việt Nam với thị thực phù hợp do Việt Nam cấp. Đây là giải pháp Việt Nam áp dụng tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh. Quyết định này chính thức được áp dụng từ 0 giờ hôm nay, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay từ Hàn Quốc về hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam. Việc này cũng áp dụng với công dân Iran và Italia nhập cảnh vào Việt Nam. Những ngày qua, số lượng các chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang giảm mạnh. Do ít khách, nhiều hãng hàng không trong nước đang cân nhắc việc tạm dừng bay cho đến khi có tình hình mới.